vi hàng ngày, ngại gì vất vả, người tuổi này hễ cày cuốc là nhận phần thưởng xứng đáng năm 2019. Ai sẽ trở thành con giáp thành công trong năm 2019? Chỉ cần cố gắng, nỗ lực không ngừng, chẳng bao giờ lùi bước trước khó khăn, những con giáp này lo gì không thu hoạch được những quả ngọt. Trên đời này, những người thành công trong sự nghiệp đa phần không phải nhờ ăn may, mà là do họ thực sự yêu thích công việc, tâm huyết với công việc mà mình đang làm. Đúng vậy, thực ra chỉ cần bạn luôn kiên định với mục tiêu của mình, sau đó cố hết sức mình phát triển theo phương hướng ấy, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Vậy ai sẽ là con giáp thành công trong năm 2019? Ai sẽ là người thu hoạch được quả ngọt sau những cố gắng không ngừng? Hãy khám phá cùng lịch ngày tốt nhé. 1. Tuổi Tý. Có thể tuổi Tý thường không phải là người quá nổi bật, nhưng họ đích thị lại là những nhân viên vô cùng chăm chỉ. Chỉ cần để ý một chút thôi, ta sẽ thấy không lúc nào là con giáp này không luôn chân luôn tay, ở đâu có công việc cần xử lý là chắc chắn sẽ có hình bóng của họ. Đối với người tuổi này, làm việc không hề mang đến áp lực, không hề khiến họ thấy mệt mỏi, mà là một cách để họ rèn luyện bản thân, đồng thời hưởng thụ cuộc sống. Họ thích những khi mình bận rộn, bởi khi ấy, họ sẽ cảm thấy mình là người có ích, mình đang cống hiến công sức cho tập thể. Làm việc với một tâm trạng tích cực như vậy, họ vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện thành tích hay khen thưởng. Thế nhưng trong năm nay, theo tử vi 2019, người tuổi Tý chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức của mình. 2. Tuổi Dần. Đầu năm 2019 này, người tuổi Dần đã hạ quyết tâm sẽ tạo dựng nên nghiệp lớn, vậy nên họ đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị đầy đủ trên mọi phương diện, từ lập kế hoạch chi tiết, đến các yếu tố không thể thiếu khác như vật chất và tinh thần. Thậm chí, họ đã quyết định sẽ thay đổi cả những tật xấu của mình, ví dụ như ít nổi giận hơn, khiêm tốn hơn, chịu lắng nghe lời mọi người nói hơn. Họ chắc chắn sẽ trở thành con giáp thành công, có những bước tiến lớn lao trong sự nghiệp. Nếu như cứ giữ vững định hướng phát triển như bây giờ, họ xứng đáng là con giáp thành danh nhờ vào bản lĩnh chứ không phải vì đã ngồi sẵn trên đống vàng. 3. Tuổi Mão. Theo tử vi, với tính cách dịu dàng, hòa nhã, lại khiêm tốn, biết lắng nghe nên đi đâu, người tuổi Mão cũng được mọi người chào đón. Họ chính là con giáp được thần Phật che chở, có thể hóa hung thành cát, có căn số phú quý. Trong công việc, một khi đã hoàn toàn chú tâm, họ sẽ hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh. Và đó chính là nguyên nhân khiến họ làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, chuẩn xác, ít khi xảy ra sai sót. Trong năm 2019 này, cuối cùng thì trời xanh cũng nhìn thấu sơ cố gắng không ngừng vươn lên lại không hề khoe me với ai của tuổi Mão, con giáp này chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng thuộc về mình. 4. Tuổi Dậu. Có lẽ trong 12 con giáp, người tuổi Dậu không phải là người xuất sắc nhất, thế nhưng sự quyết tâm của họ chưa chắc đã kém hơn ai, cho dù đối diện với vấn đề gì. Chỉ cần chú tâm, con giáp này chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Chính vì vậy, một khi đã đặt hoàn toàn quyết tâm của mình vào sự nghiệp, con giáp này sẽ rất dễ trở thành một người cuồng công việc, cho dù người ngoài có nói gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Trong năm nay, nếu cứ giữ vững trạng thái tinh thần như vậy, chắc chắn họ sẽ thành công rực rỡ, nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Đến lúc đó, đối diện với con giáp thành công này, hẳn những kẻ nói bóng nói gió trước đây chỉ đành nhìn bằng con mắt ghen tị xen lẫn khâm phục mà thôi.